Thường thì ở độ tuổi 50 trở ra thì con người chúng ta mới đạt được sự thành công, vì khi ấy chúng ta đã có đầy đủ cả về hệ thống quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn. Vậy với một người tuổi trẻ ở độ tuổi 20, 30, thậm chí 40, nếu như chúng ta muốn rút ngắn thời gian trưởng thành để có được sự thành công giống như người 50 thì chúng ta cần phải làm khác. Thay vì chúng ta chỉ tập trung vào 20% để làm việc như chúng ta đang được xã hội dẫn dắt và định hướng, thì chúng ta cần phải có con đường đi khác.